Đây bánh nóng hổi luôn. À, làm cho thành phẩm rồi đó. Dạ. Dạ lò bên nào chú? Đâu lò nào đang có bánh? Đây đây. Đó hát quen. Wow. Quá đã. Cái này là mình cúng rồi mình đãi miễn phí cho bà con luôn. Rồi, cúng rồi dạ. Miễn phí luôn hết. Bà con thấy một cái điều hay ở những cái ngày này đó là bà con ai cũng bỏ một chút công sức để về đây, bỏ một chút thời gian để làm cái việc lành này. À, đoàn kết lại. Hay là ở chỗ đó đoàn kết lại. À, tinh thần đoàn kết. Chế làm thức ăn gì? À, bánh ít ra. Bánh ít, bánh ít. Dạ. Không biết đâu, tại vì... Bao nhiêu chị? Ví dụ này làm thì biết. 3.500 bánh hả? Dạ. À, hủ tiếu dùng hủ tiếu chiều, nói chung là ăn no dạ luôn. Nói chung là đãi miễn phí 2 ngày 2 đêm. À, đúng vậy. Ngày nay với ngày mai luôn đúng không? Đúng rồi. À. Bây giờ thì mấy chú cháu cũng bắt đầu cái bữa ăn chiều hôm nay. Một cái bữa ăn chay. Đây là hủ tiếu chay ha. Đây là trà tắc, hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ mình dùng hát chú ơi. Dạ. Dạ xin chào quý cô chú anh chị đã đến với video tiếp theo của Nhân. Hiện tại Nhân đang có mặt ở khu mộ của sư tổ đạo dừa Nguyễn Thành Nam ở Bến Tre. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 4 âm lịch sẽ diễn ra lễ giỗ của ông hai đạo dừa. Hôm nay thì làm một cái ngày trước ngày lễ chính. Không khí hiện tại trước ngày lễ chính thì đang rất là náo nhiệt. Hôm nay sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt ở trong lễ giỗ này mà Nhân sẽ một lần nữa chia sẻ với quý cô chú anh chị. Đây là lần thứ hai Nhân được tham dự ngày lễ giỗ của ông hai đạo dừa Nguyễn Thành Nam. Bây giờ Nhân sẽ vào bên trong để chia sẻ về cái không khí cũng như là những cái sự thờ cúng cúng kiến rất là đặc biệt ở trong ngày lễ này nha. Và hôm nay thì Nhân lại gặp lại chú Mười. Dạ con chào chú Mười. Đi tìm chú Mười nãy giờ thì là chú đi trưng những cái trái cây. Dạ. Chia sẻ với quý cô chú anh chị thì chú Mười là một trong những người đệ tử của ông hai đạo dừa, của sư tổ đạo dừa Nguyễn Thành Nam. Là một trong những người đệ tử ha. Ngoài ra thì ông hai đạo dừa vẫn còn rất là nhiều những tín đồ. Đúng. Và ngày hôm nay thì các tín đồ cũng tham dự vào ngày lễ giỗ này. Dạ. Chú Mười sau thời gian vừa qua là vẫn khỏe đúng không? À, vẫn khỏe, cảm ơn cháu. Gặp lại rất là vui. Cháu cũng vui, thấy cháu cũng mạnh khỏe, vui vẻ, gặp lại cũng khoảng một năm rồi. Dạ. Mới gặp lại. Đúng một năm rồi đó, tại vì năm trước thì con cũng chia sẻ về ngày lễ giỗ này. Và năm nay thì vẫn rất là thích cho nên quay trở lại đây để chia sẻ những cái điều đặc biệt trong ngày giỗ của ông hai. Dạ. Bây giờ thì chắc chú Mười đi trưng trái cây tiếp hay là như thế nào? Chú Mười thì tạm trưng cũng xong rồi. Dạ. Bây giờ mình nếu mà muốn tìm hiểu về cái lễ kỷ niệm Duy Thủy Tổ Quy Ảnh thì mình ra ngoài cổng chánh. Dạ. Vô nha. Dạ rồi, đi. Đi nha, theo chú cháu mình đi. Dạ. Đây là một Kim Tinh Tháp, tức là nơi yên nghỉ của ông hai đạo dừa Nguyễn Thành Nam. Và ngay tại nơi này thì cũng có một cái câu, đó chính là câu niệm của ông hai đạo dừa đúng không chú Mười? Đúng rồi. Nam vô Phật Chúa cứu khổ cứu nạn cứu độ chúng sanh amen. Dạ đó chính là chủ trương của sư tổ đạo dừa. Sư tổ là hòa hiệp tôn giáo. Hòa hiệp tôn giáo. Dạ. Phật Chúa hay là bất kỳ đạo nào thì mình cũng thờ và mình cũng tôn trọng và mình đều lấy những cái tinh túy ở trong đó ra để mà mình sống mình đẹp đạo đẹp đời. Đúng rồi. Bởi vì cái điểm đích cuối cùng của sư tổ, mục đích dạy đạo hòa hiệp tôn giáo là coi như là cùng sống chung bằng tình thương như con một cha ở một nhà, như vậy đó. Dạ. Hòa hiệp tôn giáo, ta với giáo quy nguyên ngũ chi hiệp nhất. Dạ. Giờ chú cháu mình đi, vừa đi vừa trò chuyện luôn. Trong tối đêm nay thì sẽ có rất nhiều những cô chú anh chị. Chào. Dạ. Các bạn này chút. Dạ. Dạ con chào chú. Con này tiếp chút xíu mình. Dạ. Thì những đoàn khách từ phương xa, bá tánh thập phương sẽ đến đây rất là nhiều và sẽ ngồi giống như khi nãy vậy đó, trải bạt ra ngồi để đàm đạo và nói chuyện rất là vui. Cũng như là để cúng kiến và tưởng niệm ông hai. Dạ. Dạ. Những người ở xa thì mấy cái đoàn người hoặc là bá tánh là đạo của sư tổ thì người ta đến trước ở qua đêm. Dạ. Qua đêm như thế này nè, rồi ngày mai sáng lại là mới chánh là ngày đại lễ 18 tháng 4 á.
Dạ. Người ta dự lễ xong rồi mới về. À, vậy đó. Dạ. Đây có cái băng rôn nè, năm nay kỷ niệm nè, có cái lạ mới nè. Dạ. 20 năm hơn á. Ô, chào. Mạnh khỏe ha. À, đây. Rồi, nay Việt Kiều về nhiều quá chứ mà. Rồi, dạ. Còn à, cái dạ, cái cổng ở đây chính là cái, cho đây đó. Dạ, một cái cổng ở Kim Tinh Tháp Thích Hòa Bình Nam Nguyễn Thành. Kim Tinh Tháp tức là ngôi mộ chôn đứng ở nơi yên nghỉ của sư tổ Đậu Dừa. Và hôm nay thì có căng một tấm băng rôn là lễ kỷ niệm sư tổ Thích Hòa Bình Nam Nguyễn Thành quy ẩn lần thứ 33 năm. Đúng rồi. Tức là không phải là sư tổ mất đi mà là sư tổ quy ẩn. Quy ẩn. Dạ. Nay là lần thứ 33 rồi. Lần thứ 33. Dạ. À, 18 tháng 4 là 1990 âm lịch Canh Ngọ. À, ngày mai là ngày 18 tháng 4 năm 2023 Quý Mão là đúng 33 năm. Sư tổ quy ẩn đứng trên cái tháp đó và dài mặt ra ở cái bản đồ gọi là Đông Dương. Dạ. À, nói về cái lượng người thì thấy đông hơn năm rồi. À, theo nhiều người nhận định với chú thấy đó thì người ta tề tụ đông hơn năm rồi, cái ngày 17 thì không có đông như thế này. Dạ. À, ngày mai mình nghĩ chắc có lẽ là đông hơn nữa. Yeah. Tại vì sao dịch bệnh được một năm mà tổ chức thì năm rồi lễ đó. Yeah. Thì năm nay người ta tình hình dịch bệnh nó cũng ổn nên người ta cũng tập trung nhớ cái ngày kỷ niệm quy ẩn của thầy tổ nên cũng tề tụ về. Yeah. đông hơn. Hiện tại bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi chiều thì hôm nay là trước ngày lễ chính nhưng mà con đã thấy là rất là đông bà con nè. Đông hơn cháu thấy đó. Dạ. Và có những cái điều đặc biệt mà con năm ngoái con cũng từng được chứng kiến đó là rất là nhiều bà con sẽ mang đến đây những cái quả dừa để cúng ở ngay cái ngôi mộ của sư tổ rất là nhiều, cũng như là trong đền thờ nè và tất cả những cái nơi thờ cúng ở trong khu vực này. Dạ. Và sau đó thì ai mà muốn thỉnh cái lọc đó về thì sẽ thỉnh trở về. Đúng rồi. Đó, nó rất là hay. Ngoài ra thì còn có đãi ăn miễn phí bên này nữa. Đãi ăn miễn phí thì cũng như hàng năm, coi như là tất cả những cái thức ăn chính ở đây sư tổ đãi ăn những cái thức ăn là thùng chay. Thùng chay. Đặc biệt là thùng chay. Thôi bây giờ chú cháu mình vừa đi qua bên đó mình vừa chia sẻ luôn. Được đi. Cái cảnh mà mọi người đang tất bật chuẩn bị cho những cái món ăn để đãi. À, đây là một cái nơi để mà có cái những cái kỷ vật tưởng niệm sư tổ và hiện tại thì các cô chú anh chị cũng đang ngồi trong đó rất là nhiều. Cái bên này sẽ là khu vực bếp nấu ăn nè, với lại là mình vô đền thờ cái mình ra đây ha, nhưng mà giờ mình vào khu bếp hay là cháu muốn vô đây? Mình đi thẳng từ khu bếp này mình đi lên đi. Đây cũng được luôn đó. Đây cháu thấy nè, chuẩn bị bà con đang nấu ăn đây. Thức ăn chay, thuần chay hết. Làm hôm nay là mình nấu làm món thức gì? Bánh ít nha. Bánh ít, bánh ít. Dạ. Bánh ít nhân đậu xanh. Này chú YouTube mà để đưa lên cái cuộc đại lễ của sư tổ. Dạ. Cô ở xa không? Cô ở Tiền Giang. Ở Tân Phước á, huyện Tân Phước. Tân Phước Tiền Giang ở bên đó khóm nhiều lắm nè. Dạ. Cô sang đây là để cái này cũng tham dự phần ngày nhổ này luôn là mà da mình góp một cái phần công sức để mà mình làm đồ ăn miễn phí cho bà con đúng không? YouTube hồi để đây là bánh đưa cái cuộc đại lễ của sư tổ. Bánh hiếu hả cô? Bánh hiếu á. Dạ, bánh hiếu. Bánh hiếu. Dạ. Dạ. Con thấy hình như có mấy cô quen lắm, hình như có bác này nè quen. Năm rồi có nè. Như là năm nào bác cũng tới nè. Dạ. Bác năm nào cũng tới, năm ngoái con cũng gặp bác đúng không? Dạ. Năm nay cũng phát tâm làm luôn. Dạ. Dạ. Hay quá. Năm rồi tới là bánh bao luôn. À đúng rồi, năm rồi bánh bao. Dạ. Năm nay bánh ít. Dạ rồi con cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha. Con đi quay. Dạ, bên đó ra thành phẩm rồi đó. Rồi giờ đang làm cái cột ra thành phẩm thành trái bánh rồi đó. À cho thầy. À. Để em ấy ra. Đây, bánh nóng hổi luôn. À làm cho thành phẩm rồi đó. Dạ. Quá ngon. Mới vừa xong, mới vừa hấp xong. Đây, đây là trộn chú bột. Cũng có lòng mến mộ đạo pháp rồi đến cái ngày để lễ sư tổ để mà cùng chung tay để làm cái này lại là cái da bánh ít á. Để rồi qua bên đó là thành bánh hiếu, bánh hiếu. Bánh hiếu. Dạ bánh hiếu. Bánh hiếu là nhắc lại cái sự hiếu thảo Đúng rồi. Tu hành có ý nghĩa.
hiếu nghĩa dạ. Duy tiên muôn việc lành hiếu thuận đứng quá đầu trời đông. Quá trời đông luôn. Hồi nào giờ chú ở đây dạ. Gần 60 tuổi mới biết quá trời đông luôn con quay quá trời đông luôn. Ngày mai là đông nữa. Ngày mới biết. Mày biết à. Mới biết lần đầu tiên quá trời đông con quay trong đời mới thấy phải không? Đi nha. Đó đây như vậy nè. Đây là thành phẩm nữa đó. Đây là chuẩn bị vô đặt hấp đó. Đây là đây. Còn đây nhân nấu những thức ăn gì? Đây là những cái lò đậu hay. Lò này là mình hấp bánh đó hả chú? Dạ lò bánh nào chú? Đâu lò nào đang có bánh? Đây đây. Đó hấp ra. Wow. Quá đã. Cái này là mình cúng rồi mình đãi miễn phí cho bà con luôn. Cúng rồi đãi miễn phí luôn. Bà con thấy một cái điều hay ở những cái ngày này đó là bà con ai cũng bỏ một chút công sức để về đây, bỏ một chút thời gian để làm cái việc lành này. Đoàn kết lại. Hay là ở chỗ đó đoàn kết lại. Tinh thần đoàn kết. Dạ đây. Năm rồi thì bánh bao ha chú. Năm nay thì bánh ít. Năm nay ta nói là bánh hiếu. Bánh hiếu, bánh hiếu. Cái sự hiếu thảo của cái người con đối với cha mẹ gọi là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Dạ. Ngàn việc giữ tà dâm đứng trước. Dạ. Đó là cũng là ý nghĩa của cái ý nghĩa của đạo. Dạ. Bánh hiếu. Đó, đây là chuẩn bị. Cái này, cái thau rau này để làm rau ngày mai đãi hay làm chi? Hủ tiếu. Hủ tiếu chay nha. Dung luôn. Bớt rồi đó, hủ tiếu chay. Dạ. Thùng chay. Hay quá. Đi chút cháu mình đây. Lên tiếp luôn. Đó thì cứ mỗi một người nấu, một người làm bột, một người rửa chén, một người rửa rau. Ở đây làm gì đông quá nè chú. Để xem nó biết. Cái khâu để cho thức ăn chay vô đặng hủ tiếu. Vô tôi đặng đem lên hủ tiếu. Là mọi người đứng đây để đợi lấy ăn. Lại không phải để đợi đem lên. Những người này là để bưng chuyển lên là ngồi sẵn trên mâm để đãi. Dạ dạ. Đem lên. Đem chuyển lên để lên trên bàn để đãi ăn. Dạ. Hủ tiếu chay. Đây là cũng phụ bưng ra. Phụ bưng ra rồi đem lên các bạn. Ai chào. Ngon chào Phật. Chào nha. Đó, chuyển lên đây. Đây là khu vực để cho quý cô chú anh chị đến đây để ăn nè. Dạ dạ. Cô này là cháu Phật. Của sư tổ đó. Dạ. Nãy cái nhà bên con YouTube sư tổ gặp chưa? Dạ chưa gặp. Đó người ta làm bánh đích tiếp tục này thấy không? Rồi quay lên đây. Hồi nãy nhân đậu này nhân dừa là cũng bánh đích nè, nhân đậu thấy tiếp tục làm nha. Hai cái chỗ để gói bánh nha. Ủa chú Mười có ước tính được là trong ngày này thì gói bao nhiêu cái bánh như vậy không? Coi như là mình tùy duyên, người ta đem lại bột rồi nhân đậu nhân dừa, coi như là làm hết cái số lượng cái nguyên liệu đó thôi. Dạ. Chứ đâu có định trước là cái số liệu bao nhiêu. Mình có biết bao nhiêu ký bột không? Không biết đâu, tại vì bao nhiêu chị? Quý vị này làm thì biết. 3.500 bánh hả? Dạ. Bên kia là chung luôn không hay là riêng? Dạ. riêng là bánh đích nhân đậu hay là nhân dừa chung luôn hai thứ? Chung luôn không bé Tư hay riêng? Đây này riêng á hả? Vậy là riêng. Khu này riêng là bên này là khoảng 3.500 bánh nhân dừa. Nhân đậu là riêng. Dạ. Đi ha. Vui quá trời ha. Đã về chung tay đoàn kết á để cộng sự cho đại lễ. Dạ. Phía bên này là đang ngồi đợi ăn. Bên kia đã đang đợi ăn để đợi hủ tiếu kiều. Dạ. Đợi hủ tiếu. Phía bên này là những cái bàn nè để cho quý cô chú anh chị ngồi nè. Đó để ngồi rồi đãi ăn lót dạ buổi chiều. Dạ. Chiều đủ tiếu, hủ tiếu dùng hủ tiếu chiều, nói chung là ăn no dạ luôn. Nói chung là đãi miễn phí 2 ngày 2 đêm. Đúng vậy. Ngày nay với ngày mai luôn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cứ thể ngồi vào bàn á là có bà con sẽ dọn lên cho mình luôn hả chú? Đúng rồi, ngồi vào bàn dạ. Thì có người lại lo nghĩa là thức ăn rồi thức uống luôn. Dạ. Đây phía bên này là thức uống miễn phí đây để xem là hôm nay là món gì. Đây
À, rồi khu bên kia dẫn qua đây luôn nha, đây nè. Dạ, hình như hôm nay là có nước sâm với lại trà. Đúng rồi, nước này là nước, nước chanh, phải không cháu? Chanh đá. À, trà tắc hả? Ồ, trà tắc. Đó, rất là đông vui. À, mình đây là cái hướng mình vô châu tổ lên đền thờ đó. Xin phép nha, ngồi ngồi quay YouTube quay, xin phép ta đang đợi đó. Hai bên đây luôn. Xin phép nha, xin phép YouTube quay đang lên video. Trời. Bà con chiều nay thì được đãi món hủ tiếu với lại bún, bún cũng là bún bò chay á. À, vòng qua bên đây bên đó nữa đó. Rồi, dạ. Ồ, bên kia đông quá. Đúng là lượng khách ngày hôm nay chỉ mới buổi chiều thôi mà con thấy đông quá hơn, đó chú. Đông hơn năm rồi phải không? Dạ. Năm rồi thì cái lượng khách cũng có nhưng mà ít hơn. À, xin phép nha. Xin phép có cái YouTube cũng quay nha. À, xin phép YouTube quay lên video cái cuộc đại lễ của sư tổ. Rồi. À, xin phép nha. Yeah. À, xin phép mấy chú video quay để đưa lên video cái ngày đại lễ của sư tổ. Tới đây quay luôn đi, người ta đang chờ cả, nghĩa là cho trọn vẹn đó. À, xin phép nha, video sư tổ quay cái ngày đại lễ của sư tổ kỷ niệm quy ẩn. Yeah. À, đó. Mấy cô ăn uống no chưa? Dạ, mới ăn à, ăn lắm nào ơi. Dạ, tới lâu chưa cô? Lâu rồi. Dạ rồi mình cúng chưa? Mình cúng. À cúng rồi luôn. Dạ. Xong rồi mới là dùng bữa. Đó. Đêm nay là dự định ngủ lại đây hay là ở đây nhà chị Tinh Quốc lộ 60 á. À vậy là gần. Gần. À dạ. Đi lại đi thường lắm. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn, chúc mọi người bình an nhiều sức rồi. Khỏe nha. Dạ. Chúc em cũng vậy luôn nha. Dạ rồi, cảm ơn. À, chia sẻ với quý cô chú anh chị thì đây là nơi thờ, đền thờ của sư tổ Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam. Hiện tại thì chú Mười cũng đang hành lễ trước khi tiếp tục video này. Và theo như nhân quan sát thì có rất là nhiều trái cây được bà con mang đến đây để cúng. Và hôm nay thì nhân thấy là chưa có dừa nhiều như là năm ngoái. Hình như là chưa vào ngày lễ chính cho nên là mọi người chưa có cúng dừa nhiều. Chứ nếu không thì cái lượng dừa ở đây là cực kỳ nhiều luôn. Bà con cúng dừa nhiều bởi vì trong những cái năm tháng hành đạo của sư tổ Đạo Dừa thì sư tổ đã dùng nước dừa để uống trong cái quá trình tu tập của mình. Và cái tên Đạo Dừa cũng ra đời từ đó, cho nên là cái quả dừa nó cũng liên quan rất là đặc biệt đối với cuộc đời hành đạo của sư tổ Đạo Dừa và cũng như là một cái biểu tượng của người dân Bến Tre. Dạ. Hôm nay thì trái cây quá trời nhiều luôn. Trái cây nhiều hơn dừa. Dạ. Trái cây năm nay lại nhiều hơn dừa rồi. Nhưng mà con nghĩ ngày mai thì chắc là dừa sẽ có. Đúng rồi, tại vì sư tổ tu khổ hạnh là chủ yếu là uống nước dừa. Ra quả, dạ. Dừa là chính, là củ, dạ, quả, chỉ giờ nọ thôi. Dạ. À, qua 1 giờ là sư tổ không có độ nữa. Dạ. À, chỉ một ngày chỉ có 1 giờ nọ thôi. Dạ. À, uống nước dừa độ ra quả. Hôm nay thì con thấy là trái cây với lại bông hoa rất là trang trọng luôn. Hôm nay là một dịp để cho các tín đồ cũng như là bá tánh thập phương có thể là tưởng nhớ về sư tổ Đạo Dừa. Đúng về rồi. Những gì mà sư tổ đã để lại cho chúng ta, những cái bài học và những cái sự hành đạo rất là hay. Dạ. Hôm nay thì cảm xúc của chú Mười như thế nào khi mà thấy bà con về đây đông như là mọi năm, hơn mọi năm luôn? À, chú, cảm xúc của mình là rất là vui mừng. Tại vì người ta bá tánh là ngày ngày người ta hướng về cái đạo pháp. Đạo pháp là của sư tổ chỉ dạy, nói chung là các đấng mà Phật Thánh Tiên xuống dưới cái thế gian này là hầu như toàn cầu, nhưng mà đặc biệt riêng ở chỗ sư tổ ở đây là cũng là một trong những cái vị mà lãnh sứ mạng của trời Phật để rồi giáo hóa con người lần lần đi tới cái chân thiện mỹ và con đường đạo đức. Thì bá tánh cùng đồng đạo diệu đến đông thì mình rất vui mừng, tại vì người ta hướng về tâm linh, về cái sự đạo đức.
người ta mới đến. Hầu như vậy là người ta ngộ được cái con đường không khác hơn cái gì quý báu hơn là đạo đức, nên tìm cái chỗ đạo đức để đến. Dạ, rất là hay luôn. Con thấy một cái ngày giỗ chứa đựng rất là nhiều ý nghĩa đặc biệt. Dạ, và hiện tại thì những tín đồ theo ông Hai Đậu Dừa ngày xưa cho đến bây giờ á, thì hiện tại là đang tu tại gia đúng không chú Mười? Đúng rồi, sư tổ bây giờ thì hiện tại các tín đồ là đều ở tu tại gia hết. Yeah. Hầu như là trên 90%, còn lại một số ít người thì ở cái cồn Thuận. Hồi xưa mà sư tổ lập chùa Nam Quốc Phật á, người ta có mua đất ở cồn thì nên còn ở đó, và tất cả là sau giải phóng người ta về tu ở tại gia. Yeah. Theo cái sự chỉ dẫn của sư tổ, sư tổ nói ráng ở tại gia tu hành, sau này sư tổ ẩn rồi ráng tu, rồi để trời xem. Sư tổ nói vậy đó. Không biết thì cái cách mà mình thờ cúng Đạo Dừa ở tại gia thì sẽ như thế nào hả chú Mười? Mình sẽ thờ những gì trên bàn thờ ? Nếu mà nói thờ cúng theo sư tổ chỉ dạy thì cái gốc quan trọng nhất là thờ đạo làm người, cũng như tu đạo làm người là thờ của quyền thất tổ ông bà. Rồi sau đó thí dụ như người ta có tín ngưỡng về đạo Phật Thích Ca, có duyên thì người ta thờ ảnh Phật Thích Ca, hoặc là có ảnh Chúa thì người ta thờ Chúa, là ảnh Phật Di Đà, rồi Phật Di Đà, rồi người ta thờ Đức Sư Tổ nữa, ảnh của Sư Tổ đó. Thì vì Sư Tổ là hòa hiệp tôn giáo, nên là người ta không bắt buộc là thờ chỉ riêng ảnh của Sư Tổ. Sư Tổ là hòa hiệp tôn giáo, không bắt buộc là thờ hình ảnh của Sư Tổ. Yeah. Mà mọi người theo đạo Sư Tổ, người ta cũng có thể thờ đạo Phật Thích Ca, hình ảnh Phật Thích Ca và ảnh Phật Chúa Giêsu, hay là Thiên Nhãn, là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, vậy đó. Tức là đạo làm người vẫn là quan trọng nhất. Đạo làm người là cái gốc vẫn là quan trọng, vẫn là cái gốc thờ của quyền thất tổ ông bà. Là được ha. Đó là đạo làm người. Nói chung thì cách thờ cúng hình thức thì rất là đơn giản, nhưng mà sẽ chứa đựng rất là nhiều điều sâu xa mà sư tổ đã dạy cho mình, đã để lại cho mình. Đúng vậy. Rất là hay. Hiện tại thì bà con cũng đang dần dần vào hành lễ, dần dần cho đến tối luôn thì sẽ có rất là nhiều đoàn khách như thế này. Đúng vậy. Sẽ vào giống như năm ngoái con từng chứng kiến là bà con ở đây xếp hàng rất là đông luôn. Sau đó thì sẽ dùng một cái bữa miễn phí ngồi nói chuyện đạo chuyện đời rất là vui. Hiện tại thì đó, bà con đang bắt đầu vào càng ngày càng đông nè. Cho thấy ngày càng đông ha. Mà phải nói có một cái đặc biệt là mặc dầu thức ăn, thức uống có sẵn sàng, nhưng mà hầu như đa số người ta đến lễ lại cái chỗ cái sự đền cầu nguyện ở ngoài cái chỗ tháp sư tổ đứng, rồi cầm cái chỗ thờ hòa hiệp tôn giáo, rồi sư tổ mới ngồi ăn. Như hồi nãy người ta chia sẻ đó, trước khi người ta ăn, người ta đã cúng rồi, người ta mới lợi vào bàn người ta ăn uống. Tất nhiên người ta có tín ngưỡng về đạo đức, về tâm linh, người ta cái đó là quan trọng. Hay quá. Không biết là chú Mười đã dùng bữa chưa, hay là giờ chú cháu mình cùng nhau ngồi để con chia sẻ cái đoạn phim chú cháu mình ngồi dùng cái bữa ở đây luôn. Mình thì tùy duyên cháu, bởi vì mình trong cái con đường đạo pháp thì sẵn lòng, ví dụ như muốn chia sẻ cái hết cái clip đó thì mình cũng sẵn sàng để rồi mình đi hết cái đoạn đường theo nhớ ý của cháu. Tùy duyên rồi đó. Bây giờ cũng trễ thôi, cũng 6 giờ rồi, cho chú cháu mình ngồi vào bàn đi, cho cháu mình nói chuyện tiếp. Vậy thì tùy duyên. Thôi chú cháu mình vào bàn nghe. Chú Mười rất là dễ thương. Chiều tụi con tới bến luôn mà. Dép bên đây chú ơi. Đây mà cháu ngoan bắt hồ. Và chỉ cần mà ngồi vào bàn như thế này thì sẽ có cô chú anh chị là sẽ mang cho mình một cái tô thức ăn, và hoàn toàn miễn phí nha. Đến đây là không có tốn đồng nào á ha chú ơi. Không tốn đồng nào. Dạ. Hai ngày hai đêm đãi ăn uống miễn phí. Miễn phí toàn bộ. Đó, bây giờ các bé nhỏ với lại cũng có một huynh đang đêm nay rồi ngày mai phải cứ dùng đi. Mới hết lễ. Để lấy đũa nữa. Đây là món món này là món hủ tiếu chai. Hủ tiếu chay, cả củ cải cà rốt, đậu miếng, rồi củ cải, nói chung là các cái nguyên liệu thùng chay hết. Dạ. Nấm mèo nữa đó, nấm mèo, nấm đông cô. Dạ.
Đây mấy bé này nãy giờ cũng đi chơi ở khu vực này, đi chơi đâu đâu đây để ăn. Bây giờ thì mấy chú cháu cũng bắt đầu cái bữa ăn chiều hôm nay, một cái bữa ăn chay. Đây là hủ tiếu chay ha, đây là trà tắc hoàn toàn miễn phí. Rồi bây giờ mình dùng ha chú ơi. Dạ. Và cũng chia sẻ với quý cô chú anh chị thì những cái bữa ăn như thế này sẽ diễn ra trong suốt 2 ngày 17 và 18 tháng 4 âm lịch hàng năm ngay tại Phú Thạnh, ở Phước Thạnh hả chú ơi? Ấp Phước Thạnh, xã Phước Thạnh. Ấp Phước Thạnh, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ở Kim Tinh Tháp, tức là khu đền thờ cũng như là khu mộ của sư tổ Đạo Dừa Nguyễn Thành Nam, thì quý cô chú anh chị có thể là đến đây nha, để chúng ta được ăn uống rồi được tham dự vào một lễ giỗ tưởng niệm sư tổ nữa. Dạ. Rồi thôi, bây giờ mình dùng đi ha. Và càng về đêm thì quý cô chú anh chị sẽ thấy là ở nơi này sẽ càng đông đúc, rất là nhiều đoàn bá tánh thập phương sẽ ghé đây để viếng ngôi mộ của ông Hai Đậu Dừa, sau đó thì vào bên trong đền thờ cúng kiến và dùng một cái bữa ăn miễn phí. Thì hiện tại dừa cũng đang được cúng ở ngay ngôi mộ của sư tổ Đậu Dừa rất là nhiều. Ở đây thì có một quà dừa luôn nè. Đây sẽ là cái vật phẩm cúng rất là quan trọng vào ngày mai, bởi vì như chú Mười đã có chia sẻ thì ông Hai năm xưa trong quá trình tu tập thì uống nước dừa và ăn hoa quả. Đó là một trong những lý do mà đạo của ông Hai tên là Đạo Dừa. Đây một mâm dừa luôn. À bên trong còn một mâm nữa. Nhiều lắm. Ngày mai thì bà con sẽ mang dừa đến đây để cúng, sẽ để trên cái ngôi mộ này nè, sắp đầy ở đây nè. Sau đó thì cúng kiến, rồi ai muốn thỉnh lộc về thì sẽ thỉnh về. Dạ. Thank you.